Quý chú cha Rabona luôn. Em áo đỏ này mua về đấy. Cục hai quá chấm chải, chuyền ngay là điều không phải bàn cãi. Ở đây có hai hướng, một là trả về cho tuyến dưới suốt, hai là nhét giữa cho đồng đội đang chống. Chân trái. Xong. Tôi là Thi Freestyle. Xin chào anh em và chào mừng anh em đã trở lại với kênh YouTube của Thi Tài Soccer. Như anh em đã xem ở tập trước, mình đã có một trận banh lúc 0 giờ sáng tại sân Futsal K34 với đội của Đại Nam. Và ở video clip đó, mình đã có vô số skill bóng đá đường phố múa máy trên sân, kèm với đó là một bàn thắng. Trong clip ngày hôm nay sẽ là phần còn lại của trận đấu này, và dự đoán múa sẽ không kém gì phần 1. Mời anh em cùng thưởng thức. Let's go! Ron step over chuyền bóng nè. Nãy giờ sợ quá, biết bài rồi. Chà chà, nãy thấy em áo đỏ này xuất chân phải mà, giờ xuất chân trái ghê vậy. Đội bạn đang cột giày, chờ xíu đá tiếp. Thấy Đại Nam nó tân banh, ngứa giò quá đi. Around the world này. Footstone, the furnace. Around the world, ba nhát này. Ok, đá tiếp thôi. À quên nữa, cũng như tập trước thôi, tập này mình tiếp tục làm giveaway với chiếc áo khoác mình đang mặc này. Đây là chiếc áo mình mặc trong chuyến làm thiện nguyện cùng với Jet tại Bến Tre. Và nội dung giveaway ngày hôm nay đó là: theo anh em thì có nên ứng dụng các skill bóng đá đường phố vào bóng đá thực chiến hay không? Và tại sao? Mình sẽ tặng chiếc áo khoác này cho anh em nào comment hay nhất và sẽ công bố vào ngày 26 tháng 3 năm 2023. Biết ý đồ của anh hay vậy em trai? Chạy quá. Rồi xong, cu Nam mất 30. Ok, good. Quả này em tóc vàng chích cái mũi hay rồi. Chàng pháo tay đi. Racing một hồi thì kiểu gì đội bạn cũng có một quả đá hỏng, nhưng lại không tận dụng được cơ hội 3-2. Ở đây trống nè. Trời ơi, cú sút hơi nhẹ. Úi chú cha, Rabona luôn. Em áo đỏ này múa ghê đấy. Ok. Nè 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 nè. Cục 2 không có ai, đành đá ngược về tuyến 2. Trời ơi. Nhìn sơ sơ vài đường thôi là thấy em này có kỹ năng tốt rồi. Gánh tìm mình đó đó. Nam, 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 Nam. Tiếp Nam. Cục 2 quá chống chải, chuyền ngay là điều không phải bàn cãi. Sao vậy? Trong cái bụng hả? Ai từng trải qua cái cảm giác này rồi, thả cho mình cái comment cái nào. Xem lại video thì thấy đá một hồi lâu, ăn bàn rồi mới nằm ôm. Chắc thấy mình quay phim, nên diễn sâu ấy mà. Ok. Đối thủ không có tư thế phòng ngự, dốc bóng qua thôi.
Quan cơ đang cắt vào giữa, cho khe. Chết tụi. Gôn. Đóng gôn. Tiếp cơ, dứt. Dứt. Cơ. Nè. Quay qua lại là thấy đối đầu nhau ha. Vivot đã xuất hiện, đưa nè. Dứt. Trời. Một người lên. Che biên. Đưa hướng này nè chứ đâu. Lúc này là mình thấy mệt rồi, nên chỉ đi bộ coi đá banh thôi. Dĩ cơ, bước qua cơ. Ừ, thấp, ok, lên. Ừ, ok. Trong lúc mình mệt, đang đi bộ hồi sức, thì em áo đỏ hành số 16 và 23 ra bả luôn. Chà, skill đó hay đó. Ai biết skill đó tên gì, comment cái nha. Nè. Ở trong hiệp 1 thì mình có làm cái kỹ thuật Heal Nicey Bana. Sợ người ta bảo mình hên, nên làm lại cái nữa cho coi nè. Số 9 qua người hay đó, nhưng dứt ngay cái góc hẹp thì không ăn thua. Phải phập đến lần thứ 3 mới lấy được quả bóng. Đuối rồi anh em ơi. Trời. Quả này đã trúng cục dọc được luôn đó hả? Thử vận may bằng cú sút xa nhưng không ăn thua. Đây. Mình bước lên đây là có thêm một hướng để tấn công nè. Khi đá sân cỏ nhân tạo nhiều, quen rồi. Vô sân này là hay bị bắp banh như vậy lắm. Nên anh em nhớ cẩn thận nha. Cơ. Trời ơi. Thủ hán dữ vậy ta. Tiếp. Nè cơ. Nè. Trời ơi. Ây cha, đưa bóng đến đó rồi vẫn không ăn. Là do gôn hay do đội mình không may vậy ta. Vậy rồi không vô nữa, thua luôn. Chạy cuối luôn. Nhân viên của sân vô nhắc hết giờ, anh em làm nốt quả cuối. Elastical Banana nè. Còn đây là chuyển hướng 360 độ nè. Nhưng mà xoay mãi vẫn không có đường ăn. Ê, giữa đó. Yeah, đường ăn đây rồi. Trời ơi cơ. Đi anh. EAK nè, nhưng không thành công. Pha vừa rồi em nó tự ngã nha, chứ mình không có kéo. Cơ. Đá mãi không vào, sợ đá vô nghỉ hay sao á. Top goal. Chà, suýt chơi banh gắt thiệt, nhưng thủ môn xuất thần rồi. Từ cơ. Hay. Ok. Nè. Mệt thì mệt chứ vẫn tranh thủ múa tiếp trước khi hết giờ. Nè, cơ trước mặt. Nè. Tiếp cái nữa bên kia.
À, tao em. Ơi, hợp vô. Dĩ cơ. Canh đường về. Ok. Keeper. Hey. Nhét vô đây thoát qua được nè. Gần anh cơ, gần anh cơ. Ở đây có hai hướng, một là trả về cho tuyến dưới sút, hai là nhét giữa cho đồng đội đang trống. Chân trái. Xong. Thôi nghỉ đi. Và kết thúc trận đấu lúc gần 2 giờ sáng, nhìn cái mặt thấy bơ phờ chưa? Múa quá mà. Kết thúc trận đấu ha, giờ tắt đèn. Đổ mồ hôi. Quá sớm mệt, hơi mỏi gối tí xíu. Tại vì lâu cũng đá sân 5 người, chạy cũng khá là mệt. Và sàn khá là cứng, thành ra trụ cũng hơi nặng gối tí xíu. 30-35 nhà thấy cái này cũng hơi căng á nha anh em. Thì thôi, hy vọng là một sân chơi futsal thật là tuyệt vời dành cho các bạn trẻ. Rồi giờ đi nha, anh em thấy hay nhớ like cái kênh đón chờ clip mình đỡ tới cũng nha. Rồi Phạm Thi, chào lại, bye bye. Và trước khi hết hẳn video clip này thì mời anh em xem lại tất cả những pha bóng hay trong trận thi đấu này. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã xem và nhớ tham gia giveaway nha.